Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây, hay là kênh IT Xe là đổi tên. Thì hôm nay Phương Nguyễn đã như đã hứa thì sẽ ra một cái clip về chuyên đề trên cho các bạn. Các clip trước thì admin đã giới thiệu một cái list series về các cái module của bài giảng là quản trị thống Exchange, Microsoft Exchange 2016, 2019. Đó. Thì cái mã môn học này là 3.4.5A của Microsoft nha các bạn. Thì bài hôm trước á, là giới thiệu sơ bộ về kiến trúc của Exchange rồi. Thì bài này á, thì thật ra mình chuyên sẽ giới thiệu cho các bạn các điều kiện, các sizing cụ thể, các yêu cầu của để cài đặt một hệ thống Exchange 2016, thậm chí 2019 luôn. Nếu mà các bạn nào mà sysadmin admin á, hoặc doanh nghiệp cần thiết để triển khai hệ thống Exchange thì các bạn coi kỹ cái clip của Phương Nguyễn chia sẻ cho các bạn có thể triển khai cài đặt được nha các bạn. Thì đúng lý ra cái clip này sẽ là clip cài đặt cụ thể luôn. Tuy nhiên là clip này mình cố gắng chia sẻ khoảng 5 phút để nó rất là rõ các cái sizing, các cái yêu cầu cụ thể về network, về DNS của hệ thống Exchange 2016 cho các bạn nắm rõ, vì nó liên quan đến rất là nhiều hệ thống nội bộ DNS, rồi mail, rồi AD của chúng ta, cũng giống như là hệ thống về sizing về cái tên miền này nọ ha. Thì mình cố gắng mình làm clip này nó khác ra là gọi là chuẩn bị tiền đề, nó gọi là planning, nó gọi là planning deployment exchange server 2016 chứ chưa có gọi là setup này các bạn. Rồi, nhưng mà cái này nó cũng admin lấy trong cái bài lớp số 1 luôn. Thì cái nội dung chính hôm nay nó còn có 3 phần. Phần thứ nhất á, là mình giới thiệu về cái model exchange 2016-2019. Nó nôm na đó là một cái sơ đồ tổng thể, một cái bài lab của Phương Nguyễn chia sẻ cho các bạn. Thì cái sơ đồ này nó sẽ là sơ đồ gần như là nó là đi theo xuyên suốt trong tất cả các bài lab hay là cái bài môn học hay là chúng ta Phương Nguyễn chia sẻ. Sắp tới nó có rất là nhiều cái series đi ra, nhưng mà cái model này nó sẽ là đi xuyên suốt cho cái bài học trong cái việc mà chia sẻ của Phương Nguyễn cho các bạn. Các bạn nên nắm cái sơ đồ. Thì cái sơ đồ này có thể là gần như là mapping đối với sơ đồ thực tế luôn, các bạn có thể xem tham khảo. Cái thứ hai là các cái yêu cầu cụ thể, sizing yêu cầu cho cả trên 2016, 2019. Cái nội dung thứ ba là cái việc cài đặt step by step installation cái trên 2016 hoặc 2019. Thì sau chủ yếu các bạn nắm về hai cái trên, còn cái phần mà step by step á, mình sẽ làm một cái clip ngắn. Và cái này là mình không có nói về lý thuyết nữa, đúc vô là mình cài từng bước luôn. Còn cái việc mà giải thích thì hôm nay clip chuẩn bị tiền đề này là Phương Nguyễn đã giải thích cho các bạn. Rồi, không nói liên thiên nữa, chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Rồi, đây là admin giới thiệu về cái model lab deployment exchange 2016-2019 của Phương Nguyễn giới thiệu cho các bạn. Thì nhìn theo sơ đồ thì các bạn thấy đây là một cái mô hình gọi là tương đối đầy đủ. Đó, tương đối đầy đủ để triển khai hệ thống exchange 2016-2019 cho hệ thống nội bộ của một doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn nha các bạn. Thì đây là thực ra đây là cái mô hình lab này, nhưng mà Phương Nguyễn đã triển khai cho rất là nhiều khách hàng. Phương Nguyễn đã xài những cái mô hình này rồi, thì admin cũng chia sẻ lại, thực ra mô phỏng lên lại để chia sẻ cho các bạn. Đây, thứ nhất là cái sơ đồ này nó sẽ đi xuyên suốt tất cả những cái bài lab Phương Nguyễn sẽ chia sẻ. Thì cái bài hôm nay chủ yếu là Phương Nguyễn sẽ giải thích cái sơ đồ này. Là nhìn vào sơ đồ các bạn cũng nhìn thấy đúng không? Thì nó có hai zone là ở Internet và LAN. Thì mô hình này nó sẽ có tường lửa nè, có Internet nè, có IP1 nè không? Để IP1 để làm gì? Để sau này Phương Nguyễn sẽ nói lại đi gửi mail thực tế cho các bạn coi luôn. Lab của Phương Nguyễn là lab đồ thật, xài đồ thật, không có xài hàng kia. Cho nên là gửi mail là có mail thiệt luôn. Cho nên chút mình sẽ nói tiếp các điều kiện. Rồi, các bạn cũng nhìn thấy đi bên ngoài vào có Internet, có IP1, có tường lửa đàng hoàng luôn. Firewall nè không? IP1 Core Switch. Rồi, các bạn nhìn thấy á, đây là có một vùng zone để Phương Nguyễn chỉ làm hai đâu, và cái vùng user có mạng LAN là 10.23.23.0.24 user đúng không, mạng này là mạng server. Thì thiết kế này là tương đối chuẩn, có nghĩa là một cặp AD và hai cặp Exchange đó, các bạn thấy không, cặp AD và Exchange thì nó có mạng là 172.16.23.0.24. cái con AD thứ nhất của Phương Nguyễn chia đặt là .1, thứ hai là .3, cái con WISNET này .2.3. Thì WISNET để làm cái gì thì cái danh sách này chút sẽ mô phỏng lên danh sách cho các bạn. Hai con này để triển khai, tức là một mô hình thực tế á, các bạn, là nó tương đương gần như như vậy. Có nghĩa là mình phải có hai cái dự phòng, là cái AD thứ nhất, AD thứ hai để dự phòng là một nè. Thứ hai
là cái bài hôm nay là chủ yếu mình chú trọng cái con NVXSVR 0.1 và 0.2. Thì chủ yếu là mình chỉ bài lab thì mình sẽ hướng dẫn cài một con, còn cái con kia thì mình tương tự, đúng không? Thì cái bài tại sao viết đầy đủ này? Tại vì cái này mình sẽ những cái bài lab, bài lab sau á, nó sẽ có cái phần mà lab về DG, triển khai DG. Thì cái đó để phục vụ cái lab này để phục vụ cho cái bài lab sau. Đó. Cho nên thì Phương Nguyễn nói là cái sơ đồ này sẽ phục vụ rất là nhiều cái sơ đồ sau này chúng ta triển khai. Cho nên còn cái bài nội dung hôm nay chú trọng là các cái yêu cầu để cài đặt trên. Thì chú trọng mình sẽ cài được một chút, mình sẽ cài được cái con trang theo một. Không, dĩ nhiên là máy này là Phương Nguyễn đã chuẩn bị môi trường sẵn hết rồi. Cho nên cái việc mà mấy cái việc mà setup DC thì không cần phải lưu ở đây, các bạn cần phải nắm có điều kiện liên quyết. Rồi các bạn cũng nhìn thấy nè, những cái mũi tên này nè là cần phải publishing những cái bọt nữa, không 443 không chạy HTTPS, chạy 80 không chạy web để truy cập web Outlook, rồi phải mở bọt 25 không hoặc là 587 IMAP 143.993 IMAPS hoặc 3.110.995. Đó là cái phần để mở thì chúng ta sẽ làm trên tường lửa ở đây. Rồi ở đây cho các bạn nhìn thấy là cái nội bộ chúng ta sao, domain thì Phương Nguyễn sử dụng là viettech.lab, tức nghĩa là domain local. Còn public thì Phương Nguyễn là sử dụng là viettechgroup.com.vn nha các bạn. Và cái mail.viettechgroup.com.vn đó, thì đây là địa chỉ mail để truy cập vào trong nội bộ. Và cái autodiscover.viettechgroup.com.vn, đây là ba cái domain tiên quyết của Agent 2016 cũng như 2019, thậm chí online đó. Thì nó đều ba cái điều kiện, ba cái domain này là điều kiện bắt buộc và tại để tạo cái CI cho các bạn đi chạy tới đâu đó. Đó là giới thiệu tổng thể về mô hình lab. Thứ hai là từ cái mô hình lab đó thì admin sẽ xây dựng cho các bạn một số cấu hình gọi là server để cho các bạn tham khảo để cho phục vụ bài lab. Thứ nhất, cái bài lab này là Phương Nguyễn xây dựng trên cái con vật lý máy vật lý, đúng không, cài DC 2000 SC6.7 IBM System X 3610M3 nha các bạn. Thì trong cái con này á, admin tạo ra một list những cái VM để cho phục vụ cái bài lab này. Thì dĩ nhiên là các bạn để làm lab phải có tài nguyên, thì admin cũng chia sẻ là làm trên server X3610M3. Còn các cái danh sách VM bên dưới thì nó nằm, những cái VM này nó cũng nằm trong sơ đồ lúc nãy giới thiệu rồi. Ví dụ như con DC NVA số 1 là NVAB SPR DC 01 phải không, con này là AD đó, chạy 2012 R2, cấu hình là CPU RAM nữa không, 1 CPU, 2GB RAM, 40GB, có địa chỉ mạng là mặt bản 2.16.23.1.14. Dĩ nhiên con dưới là con backup additional, rồi một cái con file để chạy DG đúng không, file server chạy 2019 cũng ra một CPU đúng không. Dĩ nhiên là tôi không có nhiều tài nguyên nhưng chúng ta sẽ xin ngắn thôi để chúng chạy mấy con này không quan trọng, không nó nhẹ. Rồi chúng ta con thứ tư là con quan trọng, mình sẽ chạy là tên máy là NVB SRV Agent 01, tức là mình sẽ triển khai cái cài đặt cái con Agent Server 2016 trên cái con này. Đó, hệ điều hành là chạy 2016. Rồi, cái này tôi cho nó 2 CPU và 10GB RAM. Đó, hệ điều hành cho là 40GB. Địa chỉ là 172.16.23.1. Rồi con thứ hai là .12. Và một cái là để chúng ta test cái trong những cái bài lab sau á, chúng ta sẽ test cái phần Outlook, cấu hình Outlook để chặn mail. Rồi các bạn có thể nhìn thấy những cái link ở dưới admin giới thiệu chia sẻ với các bạn đó, ví dụ như HTTPS là trên này không, thì các bạn cái link đó các bạn có thể download về, nó Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ cho chúng ta một cái file Excel cho phép chúng ta thực tế xây dựng một cái file thực tế hệ thống thực cho chúng ta đó. Chúng ta có thể căn cứ vào đó chúng ta xây dựng về cấu hình, về phần cứng nè, có bao nhiêu ổ đĩa nè, rồi có bao nhiêu user nè, nó tính là số lượng RAM cho chúng ta xử lý luôn, test bao nhiêu ổ cứng, nhốt dòng quay bao nhiêu đó. Thì cái link thứ nhất á, là đối với bạn nào mà muốn cài trên 2019 thì nó ra phiên bản 10 á, thì nó ra một cái file Excel mới, nó viết theo nền tảng mới. Còn các bạn nào mà muốn cài trên 2013 hoặc 2016 thì cùng một cái version đó. Còn cái link thứ ba là assistant.microsoft.com á, là dùng để migration, các bạn nào mà có thể migration hoặc là deploy new một cái hệ thống mới luôn từ 2013, 2019, 2016, 2019 luôn đó. Đó là ba link rất là quan trọng và admin thấy hữu ích chia sẻ cho các bạn. Giờ ví dụ như admin chia sẻ cho các bạn cái file Excel ha, đó Excel đó, thì Excel nhất là Agent Calculation 9.1. thì cái bản này là cái này 9.1 nó sẽ làm như thế nào đó các bạn, ở đâu 9.1
nó gọi là Advanced Server Requirement Calculator. Nôm na là nó là một cái bảng Excel tính toán còn các cái con số, thông số thực tế và cụ thể để các bạn có thể đi tư vấn cho khách hàng. Thì chúng ta sẽ lấy thông tin sizing này, chúng ta sẽ bỏ vào, ta sẽ thực sự nó có bảng Excel tính hết. Ví dụ chúng ta có thể lấy nào, ví dụ một số cái này thì các bạn có thể chọn nha. Ví dụ này version nào chúng ta ở đây nè, những cái này những cái trường ta chọn. Ví dụ chúng ta triển khai cài trên 2013 hoặc 2016 thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản đây. Đó chưa? Rồi kiến trúc như 64 bit rồi. Hỏi có nhiều RAM không? Thì không cần đúng không? Không cần thì thôi, còn hoặc là yes no. Yes no có nghĩa là hai cái RAM là mailbox server và external á. External thì chúng ta chọn là yes hoặc chúng ta chọn là no. Thì chúng ta ha. Rồi họ có ảo hóa không? Có. Thường chúng ta sẽ chọn ảo hóa. Rồi ví dụ nha. Họ có HA không? Có thì chúng ta chọn HA có. Còn không thì thôi, đúng không? HA tức là DG đó. Rồi nó hỏi có nếu mà có cái này thì nó có bao nhiêu thì HA. Đó các bạn đây nhìn thấy không? Rồi đây chúng ta có kéo xuống đây. Rồi chúng ta sẽ hỏi khách hàng trung bình là mỗi một mailbox một ngày bao nhiêu, có bao nhiêu một ngày. Ví dụ ở đây nó 200 mail một ngày thì nó sẽ đưa ra con số tỷ lệ tương ứng cho các bạn. Không? Đó. Ví dụ thay cho hai là tùy theo cái nhu cầu khách hàng chúng ta tư vấn hoặc là ngay nội tại của doanh nghiệp chúng ta phải căn cứ cho các bạn này. Dĩ nhiên là chúng ta phải có cái công cụ chúng ta đo là một ngày khoảng trung bình là ví dụ như là 100 user, mỗi user gửi ngày 200 mail thì thống kê lên được thì ra con số này. Nó ra hẳn một cái phần cứng ổ đĩa cho chúng ta luôn. Đây là cái đầu vô của chúng ta đó. Đó, đây là thiết kế ổ cứng luôn này cho các bạn đây. Đây cái phần mà ổ cứng này các bạn nhìn thấy không? Ổ cứng cho các bạn coi luôn. Đó. Thì đây sức tầm này các bạn thấy không? Thì chiếu 4T, ổ cứng là cho chúng ta chọn luôn nè. Ổ cứng có thể nếu mà các bạn có tiền thì mua 10.000 hoặc 15.000, không có tiền thì 4.000, dung lượng chúng ta bỏ đó mà tùy theo cái nhu cầu số lượng mailbox, dung lượng chúng ta sẽ chọn đĩa đây. Nó ra con số cụ thể luôn, có số định tính định lượng luôn, định tính không thì có phải có định lượng số lượng cho các bạn luôn. Đó. Thì đó là admin chia sẻ sơ bộ về cái công cụ để tính toán sizing cụ thể cho trên 2016. Còn bản 2019 á thì các bạn có thể xài cái bản 10 bản mới của Microsoft luôn. Là Kanker Lite 10.5 nè, bản này mới ra các bạn. Nó viết theo cái phương thức khác thôi. Nè, trang 19 này không? Thì nó đây là mình chọn nè. Đó. Thì đây mình sẽ chọn tương tự vậy đó. Cứ vào lần 2016 không? Đây là họ 2019 thôi. Ví dụ 2019 đây nó hỏi mình có nhiều ron có ảo hóa không? Dĩ nhiên phải có rồi. Được chưa? Ảo hóa có thể là Hi-5-V hoặc là nguyên que gì đó tùy. Tương tự họ có DG không, có thì mình chọn khai báo tương tự giống như cái bên kia, được chưa? Sau khi khai báo xong á thì đây nó sẽ ra những cái con số như chúng ta đó. Thì làm hệ thống về trên thì cần phải nắm những cái công cụ này, chúng ta giúp chúng ta có con số cụ thể là chúng ta sẽ ra bo chạy bơm cho khách hàng cho nó chính xác luôn đó. Từng con số CPU, từng số RAM, ổ cứng cho khách hàng, được chưa? Đó là cái phần công cụ giới thiệu. Rồi chúng ta sẽ quay lại tiếp ở quay lại bài lab á. Bài lab dĩ nhiên là mình sẽ không sizing theo giống như cái kia rồi, dĩ nhiên bài lab miễn sao nó chạy lên được và những cái tính năng cụ thể nó cần thôi. Rồi cái slide thứ ba là cái thông tin này rất là quan trọng nha các bạn. Đây là những cái vấn đề thông tin về DNS domain phục vụ cho việc cài đặt nội bộ trên 2016 cũng như 2019. Thứ nhất là cái domain local, theo như cái sơ đồ lúc nãy á Phương chia sẻ là sử dụng domain là viettech.lab, bên ngoài sẽ là viettech.com.vn. DNS server nội bộ là 12.16.1.2 tức là hai con. Rồi public thì admin sẽ là chọn ra refer DNS ra ngoài là Google, đúng không? Và 1.1. Cái địa chỉ IP mail sẽ là 12.16.23.11, con kia là 12. Rồi địa chỉ public là 183.91.25.141. Rồi cái quan trọng nữa là ta phải cấu hình các cái DNS, các cái record các bạn ghi. Dĩ nhiên là làm hệ thống mail thì các bạn nên phải nắm rõ những vấn đề này. Ưu tiên tiên viết là phải cấu hình hệ thống về những cái record DNS mail. Còn các bạn muốn hiểu rõ record DNS mail là gì, xem lại các clip ở trong cái kênh channel của Phương Nguyễn. Tất cả mọi clip về giới thiệu về hệ thống email và trên các record DNS đi kim, cấu hình những cái SPRF reward chống spam, có clip hết các bạn coi lại. Còn đây là ta tóm gọn lại tại sao Phương Nguyễn làm từng tự như vậy, là toàn bộ kiến thức về hệ thống mail cho các bạn coi. Thứ hai là cái MX DNS thì nó là mail.viettech.com.vn, trở về là 72.16.23.11. Rồi bên ngoài sẽ là trở về public
83.91.25.41. Rồi cái các cái record về các cái domain DNS nó ở Microsoft nó gọi là DNS distinct zone, có nghĩa là mình sẽ split về DNS, tức là mình sẽ chia nhỏ những cái domain DNS có thể là vừa nhận nội bộ và vừa gọi là internal và external URL, nó vừa nhận nội bộ của Exchange luôn. Thì đối với Exchange từ phiên bản 2013, 2016, 2019 thì chúng ta có thể sử dụng tất cả chung một cái domain bên ngoài và bên trong, dĩ nhiên là nó mình phải chạy nha. Thì cái này nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm về vấn đề là gọi là CA không, chúng ta sẽ chạy. Và các bạn chạy như thế nào thì ít nhất đối với Exchange thì cần thiết là phải có ít nhất là 3 domain. Thứ nhất là domain chúng ta cần chạy nè, thứ hai là cái địa chỉ mail, thứ hai là địa chỉ mail đúng không, cái máy chủ mail server, thứ ba là cái auto discover đó chấm bị interrupt, còn thứ tư là những cái phần office server online gì đó, tùy chúng ta có triển khai không chúng ta sẽ bỏ vào. Để làm gì, tất cả những cái tên miền này nó phải nằm phải có trong cái certificate authorized TA để chạy theo, để chạy Outlook anywhere, để chạy TCN, để chạy Boppa, MRB, những cái này nó sẽ chạy, những cái này nó phục vụ cho việc của cơ chế của Microsoft Exchange nha các bạn. Rồi chúng ta phải cấu hình SPF DNS nè, như là VSPF1 này là nội bộ không, ta sẽ cấu hình là IP 12.16.13.11 2.12 tương tự với DNS hay là IP trở về public. Rồi IP revert thì tương tự là đây là 12 trở về cái mail chấm việc www.com.vn và 12 này, và cái này admin cũng đã hướng dẫn rồi không, cái này phải liên hệ với nhà cung cấp đường truyền, chúng ta nhờ họ tạo một cái revert để chống spam khi mà chúng ta gửi mail từ local gửi ra Gmail và mấy cái hệ thống mà ở phía 365 nó chắc vào cái IPS này không có để đưa vào spam. Rồi cái đó là những cái gì chúng ta cần coi lại. Còn cái đi kim đi map thì sẽ cần thiết sao, thì mình sẽ có thời gian nếu mà hướng dẫn cho các bạn. Rồi trong cái bài lab này cần thiết tiên quyết nữa để chạy được trên thì phải có CA để chạy tiếp theo nha các bạn. Thì ở local có thể có hình local, thì ở bài ở series clear lab này thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn có hình chạy theo free BSNL trên cho trên luôn. Rồi bên ngoài có thể mua bucket CA. Rồi cái cuối cùng có thể là cấu hình về bọt để mở bọt để chạy được có tích cái dịch vụ mail ra ngoài, thì phải mở 25 80 43 110 gì đó, 995 993 587 tương tự, được chưa? Nhớ thường thì bắt buộc là chúng ta ít nhất phải mở 25 80 43 ba bọt này. Còn những chạy nếu mà chạy mail thì tiên chỉ chạy tcn và chạy mabi https thôi, chứ chạy bóp bay làm gì, đúng không? Đó thì ý là đây, nếu mà các bạn nào cần cần về cài rồi thông tin DNS cụ thể đúng không, rồi rất là rõ. Rồi tương tự bây giờ đi vô phần thứ ba là các cái đối với hệ điều hành cái hệ thống Microsoft Exchange thì nó sẽ chạy trên .NET Framework nha các bạn. Đó thì cái đây là trong những cái gói yêu cầu cho trên cài đặt trên 2016 còn cumulative update, nó gọi là viết tắt là CU, CU. Thì đây yêu cầu các hệ điều hành và các gói thư viện như sau. Thì như các bạn nhìn thấy cái bảng là gọi là ma trận, gọi là matrix support .NET Framework cho trên 2016, thì các bạn nhìn thấy là trên 2016 version đúng không, từ cái bảng CU 567 thì cái .NET Framework là 4.6, nó hỗ trợ là 4.6.2 đúng không, và hỗ trợ CU 89 thì hỗ trợ 4.2, rồi 4.7.1 thì nó vẫn hỗ trợ CU 10 11 12, thì 4.7.2 thì hỗ trợ 13 14, rồi 4.8 thì hỗ trợ 13 14 và 15 đến 19 đúng không. Hiện nay mới nhất là 20, tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2020, tại vì qua tháng đầu tháng 3 tức là khoảng 1-2 tháng 3 đó thì cái lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange rất là lớn, nó đang xảy ra đó. Thì cái việc này Microsoft liên tục bị tấn công làm đánh mất dữ liệu đó, đây rất là lớn nha các bạn. Thì cái phần mà liên quan đến bảo mật thì admin sẽ nói sau và update sau cho các bạn. Hôm nay chủ yếu là những cái phần chủ yếu để cài đặt 2016 thôi. Rồi cái phần đếp nó thêm bật phần xong nha. Rồi cái nữa cái này thì cũng là giống như kia thôi, admin tóm lại cho các bạn coi đúng không, cái này dễ nhìn hơn. Rồi bây giờ sign in về phần mềm để yêu cầu cho trang 2016, thứ nhất về hệ điều hành các gói thư viện. Thì cái Windows Server hỗ trợ chạy được 2016 là Windows Server 2012, 2012R2, 2016 đó các bạn.
.NET Framework là 4.8. Nào, để cài cái bài lab này, admin là cài bản CO 10.20, cho nên nó cần là .NET Framework 4.8. Còn nếu mà các bạn cài bản cũ thì coi là cái matrix hỗ trợ từ 4.6, 4.7 gì đó. Rồi cần cái Windows Management Framework 4.0 đúng không? Rồi Remote Access, Admin Tool, RFINET. Rồi một cái Microsoft Unified Communication Managed API 4.0 Core. Tức là những cái này là những cái cần thiết yếu trước khi mà chúng ta cài trên. Đó. Rồi về kiến trúc AD, hạ tầng AD cho trang 16 thì á, hạ tầng yêu cầu đối với Active Directory thì schema này nó phải chạy trên 2008 R2 trở lên nha các bạn. 2008 R2 trở lên. Đúng không? 2008 trở lên. Rồi Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 hoặc là 2019. Đó. Đó là schema, còn ít nhất Global Catalog phải chạy 2008 R2. Rồi Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016. Đó, đối với 2019. Rồi, Forest Domain Forest ít nhất phải chạy 2008 rồi đó. Còn Active Forest mà để chạy được 2019, sẵn đây là tôi nói luôn, ở trên chạy 2019 á thì ít nhất phải 2012 các bạn, R2 hoặc 2016 đó. Vì sao tôi nói luôn 2019? Tại vì tôi vừa muốn là chia sẻ để cài được 2016, 2016 tôi sẽ cài cho các bạn 2019 luôn. Rồi đối với DNS thì DNS là must be enable controller global catalog name region, có nghĩa là cái này phải region, dĩ nhiên nó phải phân giải được tên miền nội bộ chúng ta. Rồi cái bước thủ tục sau khi mà cài chuẩn bị về hạ tầng sai sinh mọi thứ hết, cài đặt luôn các cái require về .NET trong bộ 4.8, rồi mấy cái MyPI, rồi mấy cái runtime để chạy hỗ trợ về AD, đúng không? Và cuối cùng sau khi xong ta giải nén cần sụt, ta sẽ chuẩn bị về schema, là chúng ta sẽ chạy lệnh prepare schema trước. Đây là đúng ra là schema nó phải đứng đầu. Schema là cái nằm ở trên cái forest root của chúng ta, thì chúng ta phải chạy lệnh này trước, tức là chúng ta sẽ prepare schema chain cho 16, tức là nó sẽ cập nhật những cái trường ở trong cái schema của forest để hỗ trợ chain 16. Rồi sau khi cài schema xong thì chúng ta mới chạy tới cái phần VBAD set organize. Ví dụ đây tôi chọn là Vitech là cái tên tổ chức của chúng ta. Tuy nhiên là các bạn ở trong công ty các bạn tên gì chúng ta có thể đặt cái tên đó luôn. Rồi đây sẽ repair global catalog các đối tượng, rồi tạo các cái chain new zero, tức là các cái nhóm về bảo mật ở trên domain. Repair các current, tức là repair cái domain chúng ta cần hiện tại, và domain của trong cái bài lab này chính là Vitech.lab. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ repair thứ ba là repair domain, hoặc chúng ta có nhiều domain thì sẽ repair on domain. Đó, đó là ba ý chuẩn bị để cài đặt cái chain. Rồi như vậy là xong. Cái clip này chỉ chia sẻ gọi là chuẩn bị môi trường cài đặt ở trên 2016. Clip sau hẹn các bạn để setup từng bước và sẽ không nói lại những cái bước này như thế nào, tại vì cái clip này nó rất là cụ thể cho các bạn coi rồi. Rồi xin chào hẹn gặp lại các bạn clip sau nhé. Rồi nếu mà các bạn assistant admin muốn triển khai cụ thể ở trên doanh nghiệp các bạn hoặc là chuyển đổi thì các bạn nên coi clip của Phương Nguyễn nha các bạn. Nếu có thắc mắc gì cứ để comment, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, có thể trả lời bằng comment. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.